Ronaldo lập cú đúc, MU đánh bại Arsenal 3-2 buồn, K. Cristiano Ronaldo bước vào đại chiến giữa MU và Arsenal với vô vàn áp lực. Sau khi bất ngờ bị huấn luyện viên tạm quyền Michin Carrick gạt tên khỏi đội hình xuất phát ở trận hòa Chelsea 1-1, nhiều người cho rằng siêu sao 36 tuổi không còn phù hợp với triết lý mà quỷ đỏ theo đuổi. Tuy nhiên trong 90 phút điên rồ tại Old Trafford, Ronaldo đã đập tan mọi nghi ngờ, chỉ trích bằng cú đúc vào lưới Arsenal, góp công giúp MU thắng 3-2 chung cuộc. Với 12 bàn 16 trận kể từ đầu mùa giải 2021-22, 6 bàn 11 trận tại ngoại hạng Anh, thì tiếp tục củng cố vị thế chân sút số 1 quỷ đỏ hiện tại. Không chỉ vậy, đó cũng là những pha lập công thứ 800 và 801 của Ronaldo xuyên suốt sự nghiệp. Theo nhiều nguồn thống kê, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá cán mốc 800 bàn ở các trận đấu chính thức. Tờ Daily Mail còn nhấn mạnh, người hơn Gary ghi nhận thành tích 1912 bàn của La Dấu Pichi, người Séc tuyên bố Josep Bican đã ghi 1812 bàn dù FIFA khẳng định thành tích của ông chỉ là 1000 bàn. 1000 bàn cũng là thành tích mà Pele tự nhận. Tuy nhiên không ai trong số này có thể chứng minh độ xác thực, còn thành tích mà Ronaldo thiết lập quá rõ ràng. 5 bàn cho Sporting Lisbon, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus, 115 cho Điện thoại Bồ Đào Nha và 130 bàn trong hai giai đoạn khoác áo MU. Thời gian tới, Michin Carrick sẽ nhường lại vai trò huấn luyện viên tạm quyền MU cho Rangnick, chiến lược gia được mệnh danh là cha đẻ của triết lý Jürgen Rezin. Tuy nhiên tới biết chính xác y có phù hợp với triết lý bóng đá cường độ cao, đòi hỏi nền tảng thể lực khắc nghiệt như Jürgen Rezin hay không, Rangnick vẫn phải trông cậy vào phong độ ghi bàn khủng khiếp của siêu sao người Bồ Đào Nha.